Xin chào, chào mừng các bạn đến với thử thách yoga 30 ngày của kênh Yoga by Sophie. Mình là Sophie, đây là video hướng dẫn tham gia thử thách yoga 30 ngày. Sophie sẽ chia sẻ với các bạn một số món đồ chúng ta cần chuẩn bị để tham gia. Chúng ta cần hoặc là có một cái tấm thảm tập yoga để trải ra. Nếu như mà bạn không có thảm yoga thì bạn có thể trải một tấm khăn lên sàn, hoặc là nếu không có khăn thì chúng ta tập trên nền sàn cũng được, không sao hết. Một số món chúng ta có thể chuẩn bị đó là một cái khăn bông, ví dụ như là chúng ta có thể kê cái khăn xuống mông để mình ngồi lên khi cần, hoặc là mình dùng cái thao lau mồ hôi, thấm hút mồ hôi, hay là một cái dây dù để hỗ trợ, hoặc là gạch để hỗ trợ. Những món này các bạn có cũng được, không có cũng không sao bạn nhé. Để tham gia thử thách yoga 30 ngày thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một tâm trí thật là thoải mái, bởi vì mỗi ngày chúng ta chỉ cần có 10 phút thôi. Thật là đơn giản không nào? Ngoài ra thì các bạn hãy mặc cho mình những cái bộ quần áo thật là thoải mái, vì mình tập ở nhà mà, mình cứ mặc bất kỳ cái gì mình muốn, mặc quần sóc hay là quần dài, mặc áo thun hay hai dây, hay là không mặc gì cũng được. Thế nào cũng được, không sao hết, miễn sao bạn cảm thấy thật là thoải mái. Để mình bỏ ra mỗi ngày có 10 phút tập yoga trong vòng 30 ngày cùng Sophie. Nếu như mà bạn chưa đăng ký thì các bạn hãy vào đường link đăng ký tham gia thử thách yoga 30 ngày ở trong hộp thông tin ở bên dưới video này bạn nhé. Và khi mà đăng ký tham gia thử thách này thì các bạn sẽ nhận được lịch tập trong vòng 30 ngày. Và hàng ngày thì các bạn sẽ nhận được đường link tới video bài tập cho ngày hôm đó. Và khi tham gia thử thách yoga này thì các bạn hãy cùng tham gia vào cộng đồng, vào nhóm những người cùng tham gia thử thách. Link nhóm Facebook thì cũng nằm ở trong hộp thông tin ở bên dưới. Các bạn có thể vào trong đó để mà chúng ta chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, hay là đặt ra những câu hỏi và chúng ta cùng giải đáp những thắc mắc, rồi cùng nhau chia sẻ những cái thông tin, những cái trải nghiệm của mình trong nhóm hội những người cùng tham gia thử thách yoga 30 ngày cùng Yoga by Sophie. Hoặc là nếu như các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc gì cũng có thể là đặt ra ở trong hộp comment ở bên dưới, ở trên kênh YouTube Yoga by Sophie. Nếu như mà các bạn dùng Instagram hay là Facebook, các bạn có thể chụp hình mình tập yoga và hashtag để Sophie tìm thấy các bạn trên Instagram và Facebook nhé. Và đó là những gì bạn cần chuẩn bị để tham gia thử thách yoga 30 ngày. Thật đơn giản phải không nào? Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, ngày đầu tiên trong thử thách yoga 30 ngày. Namaste. Để đăng ký tham gia thử thách, hãy vào trang web ibs30ngay.com.